Ngọn đèn dầu trong một ngôi làng nhỏ bên dòng sông, Lâm sống cùng gia đình trong căn nhà chật chội. Cuộc sống mưu sinh vất vả và ngột ngạt khiến Lâm cảm thấy bế tắc, nhất là khi màn đêm buông xuống. Anh thắp ngọn đèn dầu cũ kỹ, nhưng ánh sáng yếu ớt khiến không gian quanh anh càng trở nên u ám. Một ngày, nghe dân làng nhắc đến thầy tu thông thái sống trên đỉnh núi, Lâm quyết định tìm đến nhờ giúp đỡ. Thầy tu nghe xong nỗi lo của Lâm, chỉ khẽ mỉm cười và khuyên, về nhà, mỗi ngày hãy lau sạch ngọn đèn của ngươi. Lâm cảm thấy lời khuyên quá đơn giản, thậm chí vô lý, nhưng vì không có lựa chọn nào khác, anh quyết định làm theo. Ngày đầu tiên, khi lau sạch lớp bụi dày bám trên đèn, anh nhận thấy ánh sáng đã mạnh hơn một chút. Thấy vậy, anh tiếp tục công việc này hàng ngày. Dần dần, ngọn đèn sáng hơn, chiếu rõ từng góc tối trong nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn giúp anh nhận ra căn nhà đã lâu không được dọn dẹp, đồ đạc chất đống khiến không gian càng thêm chật chội. Lâm bắt đầu dọn dẹp, bỏ đi những món đồ cũ không còn dùng đến. Ngôi nhà dần trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn, không gian rộng rãi hơn. Không chỉ căn nhà, tâm hồn của Lâm cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Mối quan hệ gia đình anh cũng thay đổi theo, bớt cãi vã và căng thẳng hơn. Sau một tuần, Lâm quay lại cảm ơn thầy tu và chia sẻ niềm vui. Ngọn đèn của tôi đã sáng, ngôi nhà tôi cũng sạch sẽ và cuộc sống của tôi đã tốt lên rất nhiều. Thầy tu mỉm cười và nói, ngọn đèn của ngươi không yếu, chỉ là bị bụi bẩn che khuất. Cũng như cuộc sống của ngươi, không phải hoàn cảnh bên ngoài khiến ngươi ngột ngạt, mà chính những lo toan, phiền muộn trong tâm trí đã phủ lấp niềm vui. Khi ngươi dọn dẹp tâm hồn, ánh sáng hạnh phúc sẽ tự khắc xuất hiện. Bài học trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần thay đổi hoàn cảnh để tìm thấy hạnh phúc. Đôi khi, chỉ cần buông bỏ những gánh nặng tâm hồn, dọn dẹp những suy nghĩ không cần thiết, chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng của sự an yên và niềm vui ngay trong chính những điều bình dị quanh mình. Hành trang lên đường. Luca, một nhà sĩ trẻ sống tại một thị trấn nhỏ vùng đồng quê nước Ý, từ nhỏ đã luôn mơ ước được đến Florence để theo học âm nhạc từ những bậc thầy. Tuy cuộc sống ở quê nhà yên bình nhưng không thể mang lại cho Luca những cơ hội để phát triển tài năng. Khi đến tuổi trưởng thành, Luca quyết định rời làng để theo đuổi ước mơ. Trước khi lên đường, ông đến thăm thầy giáo già trong làng, người luôn là nguồn cảm hứng và chỉ dẫn cho Luca. Khi nghe Luca thông báo về chuyến đi, thầy giáo đề nghị dân làng quyên tặng những món đồ hữu ích cho hành trình dài này. Dân làng, với lòng mến mộ và mong muốn Luca thành công, đã mang đến rất nhiều quà tặng, quần áo ấm, giày mới, thức ăn và vô số vật dụng. Trong đó, có rất nhiều cây dù, bởi mọi người lo ngại rằng Luca sẽ gặp phải những cơn mưa lớn trên đường. Căn nhà nhỏ của Luca dần chất đầy những món đồ mà ông không thể mang hết đi. Đối mặt với núi quà tặng, Luca bắt đầu cảm thấy áp lực. Vào cuối ngày, thầy giáo đến thăm và hỏi Luca đã chuẩn bị xong chưa. Luca nhìn đống hành lý rồi thở dài, còn không thể mang hết chừng này đồ đạc đi được. Thưa thầy. Thầy giáo mỉm cười và dạy Luca một bài học sâu sắc, vì hành trang quan trọng nhất trên con đường đến Florence không phải là những thứ vật chất, mà là quyết tâm và trái tim con đặt vào mục tiêu của mình. Những thử thách, dù lớn hay nhỏ, chỉ có thể vượt qua nếu con kiên định với mục tiêu đã chọn. Nghe đến đây, Luca chợt hiểu ra. Ông cảm tạ thầy và quyết định chỉ mang theo cây đàn yêu quý, biểu tượng cho đam mê âm nhạc và ước mơ của mình. Với trái tim đầy nhiệt huyết, Luca lên đường, bỏ lại phía sau những thứ không cần thiết. Trong suốt hành trình, Luca phải đối mặt với nhiều thử thách, những cơn mưa, những đoạn đường dài và những giây phút khó khăn. Nhưng mỗi lần như thế, ông lại nhớ đến lời dặn của thầy, chỉ cần con có quyết tâm, không trở ngại nào là quá lớn. Nhờ vậy, Luca luôn vững bước, vượt qua mọi khó khăn để tiến về Florence. Bài học rút ra, câu chuyện của Luca không chỉ nói về việc theo đuổi ước mơ mà còn mang một bài học quý giá về sự đơn giản và tập trung. Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta bị lôi cuốn bởi những thứ bên ngoài, những vật chất mà ta nghĩ là cần thiết, nhưng thực chất lại là gánh nặng. Điều quan trọng hơn cả chính là sự quyết tâm và lòng kiên trì. Chỉ khi biết buông bỏ những điều không cần thiết, ta mới có thể nhẹ nhàng bước về phía trước và đạt được điều mình mong muốn. Câu chuyện tiếng gà gáy. Tại một ngôi làng nhỏ ở Pháp,
Chú gà trống Pierre nổi tiếng với tiếng gáy vang dội mỗi sáng, báo hiệu ngày mới cho cả làng. Pierre rất tự hào vì công việc này, và mọi người trong làng cũng yêu mến nó. Một ngày nọ, một chú công rực rỡ tên Gaston xuất hiện trong sân với bộ lông óng ánh tuyệt đẹp. Mọi con vật trong sân đều trầm trồ trước vẻ ngoài lộng lẫy của Gaston, điều này khiến Pierre có chút ganh tị. Gaston, với sự tự tin vào vẻ ngoài của mình, nói với Pierre, vì với bộ lông này, ta có thể thay thế ngươi. Chỉ cần ta gáy, chắc chắn cả làng sẽ yêu thích ta hơn. Pierre mỉm cười và trả lời, nếu ngươi nghĩ vậy, hãy thử xem. Gaston bước lên mái chuồng, dương rộng đuôi lông sặc sỡ và cố gắng cất tiếng gáy. Nhưng thay vì tiếng gáy vang dội, Gaston chỉ phát ra những âm thanh khàn đục và yếu ớt, không đủ để đánh thức ai. Sau nhiều lần thử mà vẫn thất bại, Gaston hỏi Pierre, tại sao ta không thành công? Ta có vẻ ngoài rực rỡ hơn ngươi mà. Pierre mỉm cười hiền từ, ngươi có bộ lông đẹp, nhưng tiếng gáy của ta không chỉ là vẻ bề ngoài. Đó là kết quả của nhiều năm luyện tập và gắn bó với công việc. Vẻ ngoài có thể thu hút ánh nhìn, nhưng không thể thay thế kỹ năng và kinh nghiệm. Gaston hiểu ra rằng, vẻ bề ngoài của mình không thể làm được điều mà Pierre đã rèn luyện qua 5 tháng. Từ đó, Gaston không còn ganh tị với Pierre nữa và bắt đầu tìm cách phát huy thế mạnh riêng của mình. Bài học rút ra, vẻ ngoài có thể dễ dàng thu hút sự chú ý, nhưng giá trị thực sự đến từ sự rèn luyện, kinh nghiệm và cống hiến. Những yếu tố bên ngoài không thể thay thế nội hàm và kỹ năng mà mỗi người tự xây dựng qua thời gian. Câu chuyện chàng trai trẻ và cô gái. Ở một thị trấn nhỏ của nước Áo, có một chàng thanh niên tên Johan. Johan sống trong một ngôi làng nổi tiếng với những lễ hội mùa xuân và những con đường đầy hoa. Một ngày nọ, trong lúc tham gia lễ hội, Johan trông thấy một cô gái xinh đẹp và thanh lịch tên Clara đang đứng giữa đám đông với vẻ tự tin và duyên dáng. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và khí chất của cô, Johan quyết định đi theo Clara. Johan theo bước Clara qua nhiều con phố, giữa dòng người vui vẻ, không rời mắt khỏi cô. Cuối cùng, Clara dừng lại, quay người lại hỏi, "Vậy tại sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?" Johan, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ, đáp lại chân thành, "Vì em là người con gái xinh đẹp và duyên dáng nhất mà anh từng gặp. Anh rất muốn làm quen và hy vọng em sẽ trở thành bạn gái của anh." Clara nhìn Johan một lúc, rồi khẽ mỉm cười, "Vì nếu anh chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi, thì anh đã sai lầm rồi. Anh thử quay lại và nhìn cô bạn của tôi đi, cô ấy còn đẹp hơn tôi nhiều." Nghe vậy, Johan lập tức quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai nổi bật hơn Clara. Chỉ là những người phụ nữ bình thường. Không ai có vẻ ngoài khiến anh phải chú ý như Clara. Bối rối, Johan quay lại và hỏi, "Sao em lại nói dối anh? Chẳng có ai đẹp hơn em cả." Clara nhìn Johan, ánh mắt sắc sảo, rồi nói, "Là anh đang tự dối mình thôi. Nếu anh thực sự yêu thích và ngưỡng mộ tôi, tại sao lại dễ dàng quay đầu để tìm kiếm một người khác? Tình cảm thật sự không dựa trên vẻ bề ngoài, cũng không dễ thay đổi chỉ vì lời nói của người khác." Nói xong, Clara bước đi thật nhanh, để lại Johan đứng ngẩn ngơ giữa con đường đông đúc. Johan chợt hiểu rằng, tình cảm của anh không hề sâu sắc như anh tưởng. Anh dễ dàng bị xao động bởi lời nói, bởi những gì bên ngoài, mà không hề có sự kiên định. Đó không phải là tình yêu chân thành mà chỉ là sự mê đắm thoáng qua, bị vẻ đẹp bề ngoài cuốn hút mà không có sự chân thành thật sự bên trong. Bài học rút ra, con người thường dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài và bị xao động bởi những thứ hào nhoáng, nhưng tình cảm thật sự không dễ dàng thay đổi. Những lời thề thốt hời hợt có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu không có sự chân thành và kiên định trong lòng. Thay vì chạy theo vẻ đẹp bề ngoài, hãy học cách nhận ra giá trị thật sự từ trái tim và nội tâm của người khác. Cái kết cho sự khinh thường. Ở một ngôi làng nhỏ nằm ven dãy núi Pyrenees, có một thương gia giàu có tên là Henri. Henri rất tự hào về sự giàu sang và thông minh của mình, luôn tin rằng không ai trong làng có thể sánh bằng ông về kiến thức và trí tuệ. Một ngày nọ, trên đường đến thị trấn, Henri phải qua một cây cầu cũ và gặp một bác nông dân già tên Jack đang chăn cừu gần đó. Henri tự tin vào bản thân, nghĩ sẽ giải trí bằng cách kiểm tra trí tuệ của bác nông dân. Ông ta đề nghị, "Chúng ta hãy chơi một trò chơi. Tôi sẽ đố ông một câu hỏi,
Nếu ông trả lời sai, ông sẽ đưa cho tôi 5 đồng. Còn nếu tôi không trả lời được câu hỏi của ông, tôi sẽ trả ông 10 đồng. Thế nào? Jack nhìn Angry một lúc, rồi cười nhẹ. Được thôi, tôi đồng ý, ông hỏi trước đi. Angry, với sự kiêu ngạo, đặt câu hỏi, loài động vật nào có thể bay nhưng không phải là chim? Jack suy nghĩ một lúc, nhưng không thể đưa ra câu trả lời. Cuối cùng, ông thở dài và đưa cho Angry 5 đồng. Đến lượt Jack, ông hỏi, câu đố của tôi đây, vật gì có 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa, và 3 chân vào buổi tối? Angry ngẩn người, ông chưa từng nghe câu đố này trước đây, dù đã đọc nhiều sách vở và tiếp xúc với nhiều học giả. Sau khi cố gắng suy nghĩ một lúc mà vẫn không có câu trả lời, Angry đành rút ra 10 đồng và đưa cho Jack. Được rồi, ông thắng rồi, Angry nói, bây giờ hãy nói cho tôi biết câu trả lời là gì. Jack cười nhẹ và nói, thật ra tôi cũng không biết câu trả lời. Angry ngạc nhiên, ông không biết ư, vậy tại sao ông lại đố tôi? Jack bình thản đáp, bởi vì tôi chỉ mất 5 đồng, nhưng lại kiếm được 10 đồng từ sự tự tin quá mức của ông. Angry, vốn kiêu ngạo, giờ đây thấy mình bị lừa bởi chính sự khinh thường người khác. Ông nhận ra rằng sự thông minh không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở cách ta đối xử với người khác và biết khi nào cần kiên nhẫn và khiêm tốn. Bài học rút ra, tự cao và khinh thường người khác có thể khiến bạn mất đi nhiều hơn những gì bạn tưởng. Trí tuệ không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở cách bạn học hỏi từ những người xung quanh, bất kể họ xuất thân từ đâu hay có địa vị thế nào. Khiêm tốn là cách để tránh những sai lầm do chính sự tự mãn gây ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.